Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc trong các ngày 29 và ngày 30 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã đến thăm hỏi đồng viên và chúc Tết Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh, Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế và Công an thành phố Huế. Tại Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh nhận mạnh, người có công đang được phụng dưỡng tại Trung tâm có nhiều hy sinh cộng hiện trong cả cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của dân tộc vì vậy việc chăm sóc vùng dưỡng là nghĩa cử trách nhiệm của đảng nhà nước cơ quan chính quyền và trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công thăm chúc tết bệnh viện giao thông vận tải Huế phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh mong muốn cán bộ y bác sĩ trong năm mới tiếp tục nỗ lực để hoàn thành trọng trách được giao thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không ngừng nâng cao về chất lượng khám chữa bệnh thăm chúc tết công an thành phố Huế phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh khẳng định những mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh đạt được trong năm vừa qua có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an toàn tỉnh nói chung và công an thành phố nói riêng. Để đảm bảo an ninh an toàn phát triển đô thị trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lực lượng công an thành phố Huế tập trung các giải pháp tích cực bám nắm địa bàn, sát cơ sở, gần dân để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, vui xuân đoàn Tết an toàn lành mạnh.